Rồi, hello anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cơm set 65 cộng 4.8. À, là bô NLK Real nha. Bô này là bô Thái Lan chính hãng, NLK mẫu mới. Và đích là đích ngắn nha anh em, mẫu 2021 là đích ngắn nha. Gỗ phi đúng chuẩn cho size của 65 cộng nha. NLK no. Rồi. Đây là một cây dên TA mẫu mới nha anh em. Đây là nguyên một cây đây, anh em thấy không? Nó rất là tê. Đó, nó đã cân búa cân dục đồ kia sẵn hết cho một chiếc 65 cộng 4.8. Thường thì trên thị trường là nó sẽ 4.5 hoặc là 4.65. Còn cây này là 4.8, nó sẽ cao hơn những cây kia một chút xíu. Thì cây này á là nhà TA đã làm cho mình một cái mặt bạn cô vô nhật luôn và một cái nhông luôn ha. Là anh em về chỉ việc up vô thôi, không cần làm gì nữa hết. Cây này rất là tê nha anh em, cầm lên tài tháo nha, full box đồ này kia đầy đủ anh em ha. Rồi tiếp theo đó là một cái lồng lai 65 có thớt sẵn cho anh em, có thớt lồng sẵn nha anh em, về khỏi phải tốn tiền 200-300 ngàn để mua cái lồng nhôm, cái thớt nhôm chứ lộn. Đây là một cái trái rất leo theo cái combo đã gia công sẵn như vậy, là mình đã tính nén đúng cây dên 4.8 cho anh em luôn nha. Đó, trái rất leo này là trái mẫu mới, là có chạy cái thân đun của tâm anh em ha. Rồi trái này thì đi được clip cam rất là cao, mà mình đi cho anh em là một cây cam Fox Racing mẫu 6.9 anh em ha. Đây, gói rất là mỏng nha anh em, mẫu của Fox từ xưa tới giờ là gói rất là mỏng. Một bộ là sẽ đầu hết nhật anh em ha, và một bộ chén mình đã cân theo cái thân xúc bắp này cho anh em luôn. Đó, là anh em về bỏ cái chén inox này xuống trước và bỏ cái lò xo đầu lên. Clip cam là mình đã tính theo bộ lò xo đầu và cái thân xúc bắp sẵn cho anh em hết rồi. Rồi tiếp theo đó là cái lồng này mình đã bấm gờ luôn nha, bấm gờ về anh em về chắc keo là ok, khỏi cần xài ron nó dễ bị chặt lắm với những cái máy lớn. Thì ở đây mình đi một cái hồng SW rồi nhỉ. Đài Loan chính hãng của Boss Red Leo, hồng 40 là con núm bông CNC đây. Rồi mình đi một cái kim phun là 250cc ha, kim này là của ESR Mã Lai, đúng hàng chính hãng của ESR Mã Lai. Một cái kim xịn về nó khoảng trên dưới 850 ngàn anh em ha. Rồi một cục ESO Red Leo V4 rồi là có 2 dây data lock và quick ship nha. Rồi ở đây mình đi đồng tiền luôn nè, mình đi bộ chén đồng tiền theo bộ này luôn cho anh em nha. Rồi mình giới thiệu sơ về cái đầu mình đã gia công. Đầu Red Leo này thì sẽ như vẫn như những cái đầu Superhead khác, là có tặng co số 8, có cặn cặp cò và bộ chén móng rồi co xăng ha. Rồi đầu này mình đã gia công lỗ hút lỗ xả đúng theo bài 65 cộng 4.8 cho anh em nha. Đó, đây lỗ hút lỗ xả rất là đẹp, gia công đúng theo bài luôn cho anh em. Anh em nào cần combo như vậy thì cứ viện inbox cho mình nha, full set combo xịn.